Xin chào tất cả các quý khách hàng của phòng khám da liễu HHV Clinic. Ngày hôm nay thì Mai Thúy sẽ cùng với quý vị và các bạn review một trường hợp đã điều trị mụn và sẹo rất hiệu quả tại phòng khám luôn. Ngay bây giờ thì hãy trò chuyện với bạn ấy nhiều hơn để hiểu thử là nguyên nhân tại sao bạn ấy bị mụn, bị sẹo. Và ngày hôm nay thì bạn đã hiệu quả được bao nhiêu phần trăm rồi nhé? Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Hữu Tính, đến từ Bến Tre. Hiện tại em đang 17 tuổi. Em bị mụn khoảng 4 năm trước. 4 năm trước, thì tức là từ 13 tuổi là đã bị mụn rồi. Thì trong cái thời gian em bị mụn đó thì em có điều trị bằng các phương pháp nào không? Dạ, em tìm kiếm các sản phẩm trên mạng rồi em tự mua và thoa. Nhưng mà càng ngày thì nó càng trở nặng. Rồi thì thời điểm nào và em cảm thấy cái tình trạng da của mình như thế nào mà em quyết định em đi điều trị? Da nó bị sưng đỏ, nổi mụn mất kiểm soát. Nổi mụn mất kiểm soát luôn. Trước khi đến với phòng khám da liễu HHV thì em đã điều trị ở nơi nào khác chưa? Em có đến bệnh viện da liễu một lần nhưng mà không có tiến triển gì. Ngày hôm nay thì em từ Bến Tre di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh là đi cùng với ai hay là tự đi một mình? Dạ, em đi với mẹ khoảng 3 tiếng. Mẹ động viên em dẫn em tới đây. Đến thời điểm hiện tại đi, bây giờ bản thân em tự cảm nhận thì là em đạt được cái hiệu quả bao nhiêu phần trăm so với thời điểm ban đầu rồi? Là khoảng 60%. Em trị mụn ở đây đã 3 buổi, em cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Em khuyên mọi người đang bị mụn không nên kệ nặng tại nhà, không nên sử dụng những sản phẩm ở trên mạng mà hãy đến những cơ sở có uy tín để điều trị.